chào mừng quay trở lại. Khi mà các bạn thấy trong hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách gỡ bỏ những cái video mà các bạn mà có những quyền riêng tư của các bạn, như là những thông báo gồm cả email các bạn, số điện thoại các bạn. Những ai nào đang chia sẻ như một cái kênh ra đây đang sự riêng tư, chúng ta có một email đang ở trạng thái chia sẻ để email của mình nhé. Mấy cái phần để mình che hết mấy phần này đi cho để các bạn không thể nhìn thấy được. Với điều kiện mà các bạn phát hiện ra khi mà email của bạn đang bị tiết lộ thì bạn ngay lập tức nhìn thấy cái này, các bạn ngay lập tức phải gỡ bỏ video trước khi bị lộ email, trước khi bị ai đó gửi, để tránh tình trạng này. Các bạn vào ngay chỗ vào video các bạn, chọn vi phạm quyền tôi, ngay đây bạn chọn vấn đề về bản quyền, ra chọn tiếp tục. Ví dụ như bạn thấy ngay trong đây thì ta có một video lần trước thì có trình chi tôi như hiện tại đây là có đang xóa tài liệu thân gì gặp do gì. Gặp thì nếu các bạn thấy trạng này, các bạn nghe tức gỡ bỏ này, đến đây các bạn sẽ vào của Google gỡ bỏ do nhầm, không phải cái này, không phải vi phạm của tôi, đó chính là chúng ta sẽ nhận quyền riêng tư, vấn đề về quyền riêng tư của chúng ta đấy. Khi mà như các bạn nhìn sương sắc này, nó cách tùy đăng danh sách vi phạm, cái này là do chúng ta thấy là ai đó đã sử dụng email, đã phải ra email của bạn đang cố gắng chia sẻ, hoặc quyết định cái này các bạn sẽ cần phải tạo tài khoản Google mới đấy. Vì đây các bạn sẽ cần phải không các bạn lưu ý, tôi sẽ phải làm như sau này. Đến chúng ta đi vào quy trình chế tạo quyền riêng tư, chúng ta bấm một trong hai cái này, và là lên đây các bạn sẽ xem lưu ý này, xem đặc lưu ý đây, xong thì các bạn bấm tiếp tục. Ở đây mình sẽ bấm vào tìm ứng dụng rồi nó sẽ mở một trang khác để tìm thêm, nhưng mà các bạn không muốn cho nhanh, các bạn sẽ ngay lập tức bấm tôi muốn gửi nhận việc quyền riêng tư. Ở đây các bạn sẽ liên hệ với người ta lên, cho rằng gửi một video đăng lên đấy. Như vậy ví dụ như email của mình này, email của mình thì các bạn có thể nhìn ngay đây, ở đây là xem lại, chưa xem lại thì các bạn nó sẽ vào đây các bạn, nếu mình xem lại rồi các bạn có thể xem bấm vào đây rồi chúng ta lên tiếp tục 6 này. Ở đây thông tin cá nhân khác này, ví dụ là ai đó sử dụng email của các bạn mà không có sự cho phép, các bạn nhấn vào thông tin của bạn, thông tin riêng tư của bạn mà các bạn ví dụ này, ta sẽ tên hợp pháp, ta sẽ nhận đặt tên này, đặt tên vào đây, ta nhập tên này, chúng ta nhập họ, ở đây ta sẽ gọi địa chỉ email này, ta sẽ đợi cho mình chuyển tài khoản, để đổi tên chuyển tài khoản như các bạn. Rồi nhập tên này các bạn, chúng ta sẽ nhập đó, rồi ta cực dài địa chỉ email nó trở thành mặc định này các bạn. Ở đây ta sẽ chúng ta sẽ chọn những kênh tiết lộ thông tin này, video này các bạn, kênh thì sẽ để sau, URL là cái video mà nó bị ở đây, thông tin một báo cáo đây, địa chỉ email này đây, trong các bình luận trong video đây, thông tin nó nằm ở mô tả, chúng ta sẽ đợi này. Ví dụ như sau, ví dụ 000 này nằm trong mô tả. Bất kỳ video nào vậy phát điện các bạn phải nghe tức làm cái việc này để có thể tránh hết trường hợp xảy ra. Các bạn xin nhầm như sau này, chúng ta sẽ gõ, các bạn chờ chút để mình lấy link kênh nhé, mình tắt máy đi các bạn, đợi chút nhé các bạn, rồi nhé các bạn chờ tí này, rồi mình lấy link cái này khá là tương, mình chuyển sang rồi đang lấy link copy vào ra nhé các bạn. Rồi như vậy mình đã lấy link rồi, paste ở đây địa chỉ email này. Nếu mà bị lộ thì các bạn ngay tức làm trò này, thì chỉ nhà riêng cái mấy cái này mình chưa thấy cả, số thẻ tín dụng vẫn chưa có, mà chỉ khác ví dụ như là cái mật khẩu của các bạn, mật khẩu tài khoản của các bạn mà bị lộ thì các bạn phải bấm, bạn nên chọn khác.
tùy thuộc vào cái riêng tư của bạn thấy phát hiện đang bị chia sẻ mà không có quyền, rồi bấm này. Nó dùng tin nhắn riêng tư ở đâu này không biết là xuất hiện ở đâu nhưng các bạn ta sẽ nhận để mình gõ một số những tin thông tin sau các bạn nào. Nếu không thì các bạn có thể bỏ qua cái này, các bạn bấm gửi, ấn gửi, chấm sau bắt buộc. Chúng tôi không thể mấy cái này chúng ta phải trả lời nó cho qua được. Phần mô tả đây, phần mô tả này, phần mô thì vừa xuất hiện nó nằm trong phần mô tả, mình thấy nó trong phần mô tả thì ta chọn ở đây, ta xin gần sau các bạn. Nếu ai mình nhìn thấy dấu sai là biết là mình phải trả lời, giống như trên Google Form. Trên Google Form là khi mà nhìn các bạn nhìn thấy cái dấu sao này là mình phải trả lời, nó cho hoặc là coi là cái này coi là phải trả lời toàn bộ này, tất cả mình thấy nó dấu đánh dấu sai hết rồi, tất cả cái này là mình phải trả lời nó cho qua được. Bây giờ nhập hết thông tin chúng ta rồi, sau khi ra xong các bạn sẽ đợi này và ta sẽ chờ trong khoảng một chút thời gian để chúng ta gửi như vậy. Chúng ta đã xong, cảm ơn các bạn đã xem video này và xin chào và hẹn gặp lại. Mà quên nữa là video sau có thể là mình sẽ up cái video mà mình test game, mình test trò cho các bạn, như là lưu ý là chúng ta sẽ đi test các bạn. Cảm ơn các bạn xem và xin chào và hẹn gặp lại.